Mai với mình xin kính chào quý vị. Tôi Du Linh nha quý anh vậy. Do là hôm á vì mình đi quay mà bắn pháo hoa ở là Sài Gòn quý cô chú anh chị, cho nên là đi về thì cũng hơi trễ, kẹt xe quý cô chú anh chị khoảng 2 giờ mấy vì mình mới là lên đường đi về được quý cô chú anh chị, thì mình nán lại và sáng nay mới về thì không kịp, thì mình cũng có mua xì tin ha. Dù cũng như chú sáng thì vì mình thấy mấy anh em đang chuẩn bị cúng lớn cho chú Du Linh buổi sáng hôm nay là đầu năm mới quý chú chị. Đó. Thấy đứng xa xa là khi chưa vô tới là vì mình thấy nó hơi hoành tráng đó nha quý chú chị. Đó. Để vì mình hello mấy ông anh. Năm mới vui vẻ nha mấy anh. Không có chuyện vậy. Tháng này ồ hồng tráng lại vậy. Ồ có rượu xăm banh luôn hả? Sao rồi hả? Tôi nói qua chút xíu đi. Đây đây. Đó quý cô chú gì ơi, thì sáng nay để Di Minh thắp hương và dâng nước lên cho chú ha. Đây đợi đây đi. Đợi đây quý vị. Rồi chúc mấy anh em năm mới mà bình an vô sự, nhiều sức khỏe, vui vẻ hết nha. Cảm ơn anh nhiều. Năm mới chúc mình dạ. Kênh của em nhiều khán giả xem nhiều, chúc em năm mới phát tài nha. Rồi em cảm ơn chị Ngân nha, cảm ơn mấy anh chị nha. Chúc hết tất cả các anh em luôn. Ô anh về nào á? Anh về hồi 3 giờ sáng. 3 giờ sáng hả? Em 2 giờ mấy em mới gờ bến. Em đợi cho người ta về hết em mới về. Ủa, anh em vô luôn hay là anh chị cầm giùm em cái em thắp hương cái anh yêu chúc mấy anh em chưa? Chúc rồi. Em ngủ có sàn ngay không? Đóng xích. Chúc em nêu về nhà luôn. Hồi đó giờ chúc em nêu năm mới phát tài nha. Dạ cảm ơn chị nha. Em chúc chị năm mới nhiều sức khỏe nha. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Có sức luôn bình an. Lúc mà em lấy xe ra rồi á. Em kiếm đường em chạy em đạp đi thôi cũng ra cái trung tâm. Cái chỗ này nữa. Đẹp quá đẹp. Không có đường đi luôn. Nhà cứ ngất luôn đó. Chị Hương chúc Tết kìa, không lo giờ nghe. Chúc em năm mới được nhiều sức khỏe. Dạ. Và được trẻ đẹp mãi không già. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Năm mới đón được cưới vợ. Dạ em đón được một cưới vợ ha. Người ta phải chị, năm mới gì sức khỏe nha. Luôn luôn xinh đẹp. Anh livestream cho. Anh nói năm nay là năm mới là ảnh là quyết định cưới vợ luôn đó. À, rồi chúc mừng luôn. Chúc mừng em nha Nêu. Không biết có cái bà nào chưa giới thiệu cho ông đi. Còn chị chúc Nêu năm mới mạnh khỏe, trẻ đẹp như thường, vạn sự đón tuổi thanh xuân. Dạ. Tiếp theo. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha chị Bích, vì lúc này chúc chị cũng thời gian hết chứ, hay quá ha. Quá hay luôn. Em chúc chị năm mới vui khỏe nha. Rồi cảm ơn em. Mau hết bệnh. Cũng như là ngày mùng 1. Tôi luôn xinh đẹp. Mùng 1. Chúc tất cả bà con cô bác trong ngoài nước nhiều sức khỏe, tấm lòng làm mong.
Vì mình lúc nào cũng tốt, không giá cho riêng mình, giá cho tất cả. Sáng nay em lên đồ dữ như vậy em hột mà thêm dày nữa à, đúng là đẹp luôn, dày vô dữ không dáng em mang dày là khá là đẹp luôn chị nói thiệt luôn á. Có sáng này quý cô chú anh chị thì tí chuột cúng hai mâm buổi sáng hoành tráng luôn nha quý cô chú anh chị. Thì ở ngoài đây thì mấy anh em đang để để Di Minh vô lao quý cô chú chị cho có ké với người ta chứ. Hồi sáng nay là Di Minh biết là mấy anh em lao hết rồi quý cô chú chị, mà mình lao để giống như là lao ghiền nhá quý cô chú chị. Năm mới con chúc cho chú cầu nguyện cho chú được về miền đất Phật ha, mau tu hành tinh thắng, mau về đây độ đời đó, ai tốt đến thắp hương cho chú đó. Cầu nguyện cho chú thì chú xây chuyển cho anh em con cũng hòa thuận, năm mới hòa thuận với nhau, anh em thì ai cũng vui vẻ hả? Mà cầu nguyện cho vạn dân bá tánh của mình bình an vô sự, nhiều điều tốt lành, năm mới bước qua, năm cũ thì qua đi thì nhiều cái điều may mắn tốt đẹp nhất cho tất cả các anh em ở mộ cũng như là bà con cô bác càng xa mình, luôn luôn lúc nào cũng có nhiều cái niềm vui trong cuộc sống, làm gì được nấy. Đặc biệt là cầu nguyện cho chú được giảng sanh về miền cực lạc. Đó, có mấy chú mới đến nè. Đó. Chào anh ha. Ủa anh mình đón đám ta là mình đi đi giếng ha. Wow. Mình ở đâu anh? Đồng Tháp ở đâu? Lê Dung, Đồng Tháp. Lê Dung hả? Em ở Đồng Tháp nè. Dạ. Em ở Tâm Nông. Tâm Nông ở này. Tâm Chim á. Rồi em ở Lê Dung. Lê Dung lên em cũng có mấy chục cây với nhiều. Dạ. Dạ. Sẵn đi con chuyện rồi sẵn đi. Dạ. Dạ. Để em làm tí ha mấy anh tham quan đi ha. Rồi sáng nay là mấy anh em cũng lao rồi quý chú vậy, mình cũng là đến sau mình lao sau ha. Mình làm sơ sơ thôi quý cô chú vậy, chứ mấy anh em thì buổi nào cũng lao hết á. Để cho mình mấy chú ở đây tham quan ha, để tụi con đi ra ngoài kia ha. Hai mâm cúng buổi sáng hoành tráng của chị Linh ha quý cô chú vậy, của khán giả của hai chồng 15 mét quý cô chú vậy. Hình như là Duy Minh thấy đang đợi kem hay sao quý cô chú vậy, bánh kem hay sao á, đợi bánh kem hả Ngọc? Chắc là đang đợi bánh kem của chú chị. Ly ấy đồ chuẩn bị tôm tắt hết nè quý chú chị. Vì mình là do hơi về trễ nha. Hello em nha. À, anh về trễ. Vậy là tối đi câu báo bông đúng không? Đi bắn câu bông. Để ra đây mình cập nhật cho bà con cô bác ha. Đó. Trời ơi, quá trời luôn chị. Chào chị nha. Chúc mấy anh em mình hết luôn, mấy anh em chị em nghe chào bé My nha. Trời ơi, bé My kìa. Hả? Chúc hết mấy anh em luôn chứ, năm mới mình được vạn sự như ý. Ước gì được nấy, làm ăn phát tài phát lộc nha. Dạ, em cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị Hương nha. Hoa thì chân gì đẹp dữ hả? Có chân dài dưới của 15 mét á. Ồ, chân dài. Chân dài đây mà tưởng đâu thiếu nữ nào không à. Quá trời đẹp luôn quý cô chú anh chị ơi. Không phải nói là năm mới thì tươi như hoa nở thì quý cô chú anh chị, vì mình chúc cho bà con cô bác lúc nào cũng tươi, vui vẻ hết. Năm cũ thì qua đi, thì năm mới lại đến, những chuyện qua những chuyện buồn mình xóa hết, những chuyện vui mình mang đến ha quý cô chú anh chị. Đó. Đúng không bé My?
cười giờ. Ồ, năm mới mà cái đám tang cũng lớn quá ha, khai trương lớn như vậy. Rồi quý cô chú vậy, đang móc một lỗ nữa là chuẩn bị có ông đi nữa đó. Quá đẹp luôn ha. Thì mình cũng cảm ơn chị Linh đã hỗ trợ cho hai vợ chồng 15 mét của chú anh chị để cúng hai cái mâm buổi sáng nay cho chú Vũ Linh cũng như là đầu năm hoành tráng ha. Đó. Ừ, đang ăn dài luôn kìa, ghê ta. Ừ, ăn dài luôn mới sợ vỡ chứ. Đó. Thì vậy mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Rồi xin chúc cho tất cả bà con cô bác trong và ngoài nước thật là nhiều sức khỏe ha. Em chúc cho những người chị ở bên nước ngoài cũng như những người cô ở bên ở ngoài miền Trung, miền Bắc, Hà Nội, những người ở miền Tây, khán giả miền Tây nè, khán giả ở miền Trung, miền Nam mình hết luôn. Quý anh chị, nói chung là chúc tất cả luôn bà con trên thế giới này luôn năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Đó quý chúng chị, buổi sáng nay thì mình cũng khan tiếng nhưng mà cố gắng để nói chuyện ha, cho bà con cô bác ha. Hồi tối anh em mình đi trực live trực tiếp chắc là mệt luôn quý chúng chị. Vì mình hồi tối ngủ chỉ được có chắc là 2 tiếng hồ, không được 2 tiếng quý anh chị, còn 1 tiếng mấy à. Tranh thủ đi về đây để kịp cái buổi cúng sáng của Tý, cúng buổi sáng quý anh chị. Và sau khi Tý cúng xong thì Duy Minh sẽ có một cái triển khai cái kế hoạch để mua quà tặng quà cho mấy anh em nữa ha quý cô chú anh chị. Của khán giả là chị Hồng ha, chị Hồng ở đó, chị Hồng hôm trước cũng có tặng cho mấy anh em tiền á. Hôm nay là Duy Minh chắc phải tặng hết cho mấy anh em á quý cô chú anh chị. Thì video đến đây Duy Minh cũng xin kết thúc, đừng là Duy Minh sẽ đi thắp hương xung quanh và sẽ không có quay ha quý cô chú anh chị. Để mình thời gian tải clip lên rồi mình đi thắp hương xung quanh ha. Vì mình chúc năm mới thì bà con cô bác một lần nữa chúc bà con cô bác nhiều sức khỏe nha, làm ăn phát tài phát lộc nha bà con, dạng sự như ý. Xin chào bà con.